hé lộ đội bóng V-League huấn luyện viên Park Hang-seo muốn ngồi ghế nóng. Tân binh V-League Công an Hà Nội là một trong những đội bóng được huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Lee Jang-jin muốn tiếp xúc. Phía công ty đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Lee Jang-jin xác nhận thông tin bản CV của hai nhà cầm quân này được gửi tới câu lạc bộ Công an Hà Nội. Tuy nhiên, đây mới là màn chào hàng của công ty đại diện. Hai bên chưa có cuộc đàm phán nào liên quan tới việc huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Lee Jang-jin tái xuất ở V-League. Về phía câu lạc bộ Công an Hà Nội, đội bóng này chưa có ý định thay huấn luyện viên trưởng, khi vẫn đặt niềm tin vào ông Paulo Foggia. Đội bóng ngành công an đang tích cực tập luyện, chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Khánh Hòa ở vòng 1 cúp quốc gia 2023 ngày 2 tháng 4. Được biết, ngoài Công an Hà Nội, một số đội bóng khác ở V-League cũng được công ty đại diện huấn luyện viên Park Hang-seo đặt vấn đề. Những động thái này cho thấy huấn luyện viên Park Hang-seo cùng cánh tay phải của mình là Lee Jang-jin đang rất sẵn sàng trở lại với công việc sau gần 2 tháng chia tay tuyển Việt Nam. Ngoài nghề cầm quân, huấn luyện viên Park cho biết ông đang lên kế hoạch mở một học viện bóng đá ở Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc hiện đang cùng vợ đi du lịch và tận hưởng những ngày nghỉ tuyệt vời ở dải đất hình chữ S.